ngọn lửa bùng cháy, hơi nước đẩy bánh răng để xoay và cắn. Cử kim loại cự hàm kết hợp đinh tán, nhân loại qua lại như thoi đưa giữa các vì sao. Mà Dusander cảm thấy, cái thế giới vẽ không đúng này. Có lẽ còn có khả năng khác. Đây là một quyển trong thế giới phong cách phương Tây Victoria, đốt cháy hàng ngàn hàng vạn tinh hỏa. Tiểu thuyết máu chốt. Ngàn vạn tinh hỏa không đạn cửa sổ, ngàn vạn tinh hỏa TXT toàn tập đao loa ngàn vạn tinh hỏa mới nhất chương đọc. Chương 1 Gia sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 2 Hơi nước ngựa cùng vũ hội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Ngựa hơi nước và vũ hội thiếu niên tóc nâu ghé vào trên bàn, dùng bút chấm nước viết nhật ký, tay cậu viết thỉnh thoảng sẽ cứng nhắc một chút, sau đó buông bút chấm nước xuống, dùng cán bút dính mực nước gãi đầu. Chữ dạy viết như thế nào? Từ 10 năm trước xuyên Việt đến thế giới này tới nay, Đỗ Thánh Triết có thể viết tiếng mẹ để cơ hội ít đến đáng thương. Thời gian dài không viết chữ Hán, lại không có điện thoại di động hoặc từ điển để tham khảo, tình huống cầm bút quên chữ quả thực trở thành chuyện thường như cơm bữa. Nội dung giao học hôm trước là lịch sử, tạm thời không nói đến việc dạy lịch sử cho đứa trẻ 10 tuổi rốt cuộc có hợp lý và ý nghĩa gì, hơn nữa bất luận lịch sử và cơ khí học có liên quan gì, nhưng tôi lại một lần nữa bị chấn động. thiếu niên dừng một chút, lần nữa dùng ngòi bút chấm mực nước viết. ta thật sự là nghĩ không ra, một cái phương tây hơi nước buông phong cách thế giới rốt cuộc là làm sao có thể đem khoa học kỹ thuật thụ thiên thành bộ dáng này. nhà ai hơi nước buông thế giới có thể có được không gian nhảy vọt năng lực bắt đầu làm tinh tế du lịch a. À. Ông đặt bút xuống và sau đó thở dài, nhìn vào những tòa tháp cao chót vót bên ngoài cửa sổ và ống khói phun tro và nói chuyện với chính mình. Phong cách vẽ của thế giới này. Nó không thích hợp. Bởi vì vấn đề phong cách mà mất đi động lực tiếp tục viết nhật ký, Đỗ Thánh Triết ngồi trên ghế bọc da ngây ngốc một chút, sau đó khép lại quyển nhật ký có bánh răng phức tạp và kết cấu khóa ốc viết. Kéo cần kéo bằng đồng thau bọc da ở góc trên bên phải bàn xuống phía dưới, bánh răng một tầng lại một tầng cắn chặt xoay tròn lẫn nhau, kết cấu khóa sắt thép đem nội dung trong bàn khóa chặt chẽ lại. Nếu không phải có loại bàn viết bảo mật an toàn lại tốt này, hắn cũng không dám viết bậy chữ hán. Vạn nhất những chữ hán này lưu truyền ra ngoài, chính mình nói không chừng sẽ bị lão nhân mặc áo choàng trắng trở thành dị giáo đồ bắt lại, sau đó trói đến trên cột gỗ thiêu sống. Chờ bàn khóa kỹ, Đỗ Thánh Triết mới đột nhiên vỗ đầu còn có một nội dung quan trọng chưa viết vào người ta nói rằng ngày nay sẽ có một nhà phát minh nữ tài năng đến thăm và cô ấy sẽ cho mẹ cô ấy thấy phát minh quan trọng nhất của thời đại này làm một cái đọc đến năm ba mới xuyên qua đến nơi này sinh viên đại học đỗ thánh triết đối với loại này phát minh rất có hứng thú đỗ tang đức con nên đi thay quần áo ngay khi đỗ thánh triết do dự có nên mở lại bàn học một lần nữa hay không bổ sung nhật ký một lần nữa thanh âm ôn hòa của mẫu thân từ ngoài cửa truyền vào, Lạc Lâm tiểu thư đã ở dưới lầu chờ con rất lâu, để một vị thuộc nữ chờ lâu cũng không phải là hành vi mà thân sĩ nên có. Hôm nay Đỗ Thánh Triết được đặt tên là Đỗ Tan Đức, chớp chớp mắt, trong lòng oán giận. Để cho đứa con trai 10 tuổi đi tán tỉnh tiểu cô nương 12 tuổi, đây cũng không phải là hành vi mà nằm tước phu nhân nên có chứ. Chào buổi sáng, Lốt Đu Sander. Sau khi thay áo sơ mi trắng và áo khoác được may bằng chỉ vàng bằng dây xanh ngọc bích, Dusander nhìn thấy lo rai trong phòng khách tầng một và sau đó ngây ngẩn cả người. Thân ảnh mặc một bộ trang phục vũ hội grenolin màu xanh được chế tác tinh xảo hơi nhoáng lên, lo rai 12 tuổi đứng lên, nàng hướng về phía Dusander nhẹ nhàng gật đầu. Mái tóc màu vàng ở sau đầu nàng bị búi thành búi tóc, cái cổ trắng như tuyết dài mà hình thái ưu mỹ bị một tầng khăn lụa ren màu trắng che một chút. Từ ngoài cửa sổ phòng khách, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng rơi vào sợi tóc của cô, giống như mạ lên một tầng viền vàng cho cô, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Nhật An, Lạc Lâm tiểu thư. Đỗ Tang Đức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dùng để che giấu tình trạng cuốn bách vừa mới bị khiếp sợ của mình. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ở đời trước địa cầu chỉ sợ đã sớm thành đại minh tinh đi. Lạc Lâm một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, dùng ngữ khí mềm nhẹ nói ra, ta rất chờ mong vũ hội hôm nay, Du Sander huân tước ngài có thể làm ta hôm nay bạn nhảy sao? Không trả lời trực tiếp câu hỏi, Du liếc nhìn cô hầu gái đang đứng ở cửa, sau đó lắc chuông. Mời vị lạc lâm tiểu thư pha một chén trà. Dùng lý do đơn giản mà hợp lý tạm thời chi đi người hầu gái. Sau đó, Du lại rón rén đi tới cửa, đem cánh cửa gỗ sồi nặng nề hoàn toàn đóng lại. Sau đó trực tiếp ngã vào sofa ba mẹ cậu không tới. Đỗ tang Đức dứt khoát gác chân lên tay vịn sofa. Cái quần bó sát người có chút quá mức này thật sự siết đến hắn không quá thoải mái. Hai người bọn họ cuối cùng cũng từ bỏ cái kế hoạch. Gả em cho anh. Người suy nghĩ nhiều rồi. Lauren vẫn duy trì hoàng mỹ thuộc nữ ngồi cùng mỉm cười biểu tình, nhưng tô song môi trong miệng phun ra chữ nhưng hoàn toàn cùng bề ngoài không có nửa si liên quan hệ. Bây giờ họ đang ở ngay dưới hành lang kính của phòng khiêu vũ và tích cực lan truyền tin đồn rằng hai chúng ta sắp đính hôn. Dusander trợn trắng mắt, ngươi cũng biết bọn họ đang tung tin đồn, vậy còn tính toán để cho bọn họ tiếp tục làm bậy như vậy. Bộ luật đế quốc quy định, dưới tình huống có người giám hộ cho phép, năm 12 tuổi là có thể kết hôn, nữ tuổi kết hôn là 14. Hai năm sau, tuổi của ngươi và ta vừa vặn phù hợp với quy định. Lạc Lâm cười khẽ một tiếng, ta thấy, Androni phu nhân hình như cũng không phải rất kháng cự đề nghị này. Dusander trợn trắng mắt càng mãnh liệt, quỷ mới biết vị kia ôn nhu săn sóc mẹ của mình đang suy nghĩ cái gì. Lạc Lâm tuy rằng xinh đẹp, nhưng 12 tuổi. Cho dù 2 năm sau 14 tuổi, vậy cũng cách có thể kết hôn tuổi còn sớm a. À? Kết hôn với một cô gái xinh đẹp chỉ mới 14 tuổi, Dusander không hề nghi ngờ mình sẽ xuất hiện ở một bãi bắn nào đó trên trái đất sau khi chết sau đó bị người ta dùng súng máy hạng nặng 12,7 đường kính chính nghĩa bắn liên tục nửa giờ. Cho dù là lúc kết hôn, hắn cũng chỉ có 12 tuổi. Dù sao nếu cộng thêm tuổi nội tâm, Dusander đã 34 tuổi. Hắn thở dài hỏi, bọn họ làm càng tạm thời không đề cập tới. Hai năm sau sẽ cùng ta kết hôn, ngươi có thể nguyện ý sao? Lạc Lâm hơi ngẩn ra Lâm vào trầm mặt. Duy trì nụ cười có chút mê man, qua gần nửa khắc, Ước chừng 7 phút rưỡi, nàng mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói, nếu như không phải cùng ngươi, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đưa ta đến nhà một quý tộc nào đó ở Ô Lâm, sau đó để cho ta đi làm tình với một đại quý tộc hơn 50 tuổi. So với tình huống như vậy, ta thà rằng gả cho ngươi. Nói xong loại này làm người ta sẩn gai ốc khả năng về sau, lo rai hướng về Dusander giảng mặt cười, bất quá ta tin tưởng, ngươi là tuyệt đối sẽ không để cho ta rơi xuống loại kia kết cục, đúng không? Muốn từ sân bay liên hành tinh Anbin ở Nersua đến trang viên của nam tước phu nhân Androni, phương thức giao thông nhanh nhất là ngồi xe hơi nước. Lấy đạo sang công tước đại lộ, tại Anbin lớn nhất huy hoàng nhất mặt trời lặng quảng trường chuyển hướng đông phương, lại theo phủ kính đá cụi cây cối đại lộ đi tới bốn khắc đồng hồ thời gian. Có một con ngựa hơi nước trên đại lộ của Anbin, một con ngựa hơi nước với ánh sáng rực rỡ của đồng thau lấp lánh bên dưới, đang chậm rãi đi trên con đường rãi sỏi dây nịt vòng qua thân hình của nó nối liền với một chiếc xe ngựa màu trắng tinh khiết phía sau thùng xe khảm trang trí hoa diên vĩ màu vàng gió cuốn theo cho thang khó có thể nhận ra mang theo lá khô lăn ngang qua đường sau đó bị một cái móng ngựa cũng lóng lánh màu kim loại trực tiếp dẫm nát hơi nước mạnh mẽ mà nó phun ra từ lỗ mũi trong hơi nước còn xen lẫn một lượng lớn cho thang cùng với thỉnh thoảng xuất hiện sao hỏa vẫn đang cháy Bốn vó ngựa ra sức tất bước về phía trước, trên người con ngựa lấp lánh ánh sáng trải rộng khe hở thật nhỏ. Xuyên qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy có bánh răng đang cắn nhau xoay tròn. Phu xe tiên sinh, chúng ta phải nhanh hơn chút nữa, trong xe ngựa, một nữ nhân hắn giọng hô, vũ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới trang viên đi. Ngồi ở vị trí phu xe, phu xe tiên sinh ngậm tẩu thuốc, quay đầu lại nhìn thoáng qua người phụ nữ đang kêu gọi đầu hàng hắn gật đầu sau đó kéo cần kéo bên cạnh chỗ ngồi cũng lóng lánh màu đồng thau mà sát đến cơ hồ trắng bệch kéo cần bị dùng sức kéo xuống ngoại hình tràn ngập lực lượng cảm giác đồng mã đột nhiên tăng nhanh móng ngựa dưới đạp tốc độ vốn từ trong lỗ mũi từng luồng từng luồng hơi nước phun ra sau khi ngựa hơi nước chạy trốn cơ hồ liền thành một đường thẳng tắp dưới móng ngựa đạp tốc độ càng lúc càng nhanh một ít sắp thiêu đốt hầu như không còn khối thang nhỏ từ dưới bụng ngựa hình vuông mở miệng rơi ra trực tiếp lăn xuống đá cuội trên mặt đường. Một phần nhỏ trong đó may mắn tránh được bốn bánh xe ngựa nghiền nát, sau đó bị một đôi bàn tay nhỏ bé vừa bẩn vừa béo, dính đầy tro than và nước mũi trực tiếp nắm trong lòng bàn tay. Trong con mắt của những đứa trẻ nghèo, những người vẫn mặc quần sót và đi giày da cũ kỹ vào cuối mùa thu, những mẫu than nhỏ đỏ bừng này là kho báu. Dù là trên tay bôi tro than không cách nào hoàn toàn ngăn cách nhiệt lượng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông ra những này đỏ bừng tiểu tinh linh. Những khối than gần như sắp cháy hết này, trong cửa hàng nhiên liệu gốc phố, một bao có thể bán được ít nhất 7 xu. Nêu năm nay, mùa đông có vẻ đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, gian nan chỉ nhằm vào những hộ nông dân rải rác cùng với người bình thường trong thành phố. Một bao than nhiệt 35 xu không phải là thứ mà họ có thể mua được, nếu cần sưởi ấm thì chỉ có thể đi mua than thiếu đã cháy chỉ có những người thuộc tầng lớp trung lưu có một công việc ổn định và đàng hoàng mới có thể vượt qua áp lực kinh tế và có thể mua đủ than nhiệt cho cả tuần với mức lương hàng tuần. Mà làm cái giá phải trả, câu lạc bộ vốn có thể một tuần đi bốn lần phải giảm xuống còn một tuần hai lần. Người đến câu lạc bộ tiến hành hoạt động xã giao, cơ bản đều là bình dân không có danh hiệu quý tộc. Những quý tộc có phong hào thậm chí có đất phong và trang viên của mình, cho tới bây giờ đều khinh thường tiến vào câu lạc bộ xã giao của bọn họ chủ yếu sẽ tiến hành trong trang viên của mình hoặc là quý tộc khác mà hôm nay toàn bộ quý tộc vùng nơ xua tựa hồ đều tụ tập tại trang viên của nam tước phu nhân androni xe ngựa hơi nước cơ hồ lấp đầy toàn bộ trang viên quảng trường trong đó còn hỗn tạp mấy con ngựa chân chính dẫn dắt quý tộc xe ngựa xa hơn một chút thậm chí còn có hai chiếc thuyền hơi nước được buộc vào cần neo của khí cầu phía trên thuyền bay có hai túi khí màu trắng gạo dài 120 ước nhĩ, ước chừng 150 mét, cao 40 ước nhỉ, ước chừng 50 mét. Bên ngoài túi khí mềm mại trải rộng hoa văn kim loại. Những vật trang trí này đồng thời cũng là thiết bị kết nối đảm bảo túi khí có thể kết nối vững chắc với thân tàu. Sáu cánh quạt bằng đồng khổng lồ, được điều khiển bởi ba động cơ hơi nước, có khả năng đẩy anh chàng to lớn này bay với tốc độ 12 dặm một giờ trong khi chở 35 người. Loại phương tiện giao thông này cũng không nhanh lắm, nhưng bởi vì có thể đi thẳng trên không trung, hơn nữa tránh sóc nảy cùng mùi nước bẩn truyền vào khoang hành khách, từ đó ảnh hưởng đến hứng thú của hành khách. Bởi vậy rất được các quý tộc hoan nghênh. Nó là xa xỉ phẩm chỉ có các đại quý tộc chân chính mới có thể hưởng thụ. Phía nam cột neo thuyền hơi nước, trên hành lang thủy tinh của phòng khiêu vũ người người nhốn nháo. Các quý tộc mặc áo khoác lông cừu xa hoa, trước khi tiến vào trang viên vũ trường tiến hành hoạt động xã giao, trong đó không thiếu tràn ngập nghi hoặc thảo luận. Nếu quả thật có phát minh quan trọng như vậy, tại sao phải lựa chọn trang viên của phu nhân Androni? Điều này có thể nói rằng nhà phát minh là một kẻ lừa đảo. Một hiệp sĩ với hai nhúm râu và kính dung có bánh răng ở mắt phải đã đưa ra phán đoán của mình, nếu nó thực sự đúng như những gì nhà phát minh nói là phát minh quan trọng nhất của thời đại, Bất kỳ người đàn ông khôn ngoan nào cũng sẽ chọn để trình bày nó trong phòng khiêu vũ của công tước trước. Các quý tộc xung quanh phát ra tiếng cười hiểu ý phụ họa. Đương nhiên, sẽ không có ai bởi vậy mà cảm thấy nam tước phu nhân Androni không đủ sáng suốt. Mượn cơ hội triển lãm phát minh để chuẩn bị vũ hội, đây vốn là thủ đoạn xã giao thông thường của các quý tộc. Mà phòng khiêu vũ mà nam tước phu nhân Andre chuẩn bị xây dựng là nơi thích hợp nhất để sử dụng vào mùa đông ở New Zealand. Trong quá trình xây dựng lại vào năm ngoái, chồng của nữ nam tước Andron đã ra lệnh cho các kỹ sư xây dựng một buồng đốt dành riêng cho sự ấm, cách phòng khiêu vũ khoảng 500 mét về phía tây. Hơn nữa dùng ống sắt bọc gỗ mềm nối liền phòng khiêu vũ với nồi hơi phòng đốt. Chỉ cần ngọn lửa bắt đầu vào đêm trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, nước nóng sẽ truyền nhiệt bên trong ống sắt dưới lòng đất. Buổi sáng ngày hôm sau, phòng khiêu vũ có thể đạt tới nhiệt độ thích hợp để khiêu vũ chỉ cần có thể ở chỗ này tham gia vũ hội, các quý tộc kỳ thật cũng sẽ không để ý sắp bày ra ở trước mặt mọi người phát minh, có thể hay không là một cái khiến người ông bụng cười thô thiển âm mưu. Hết chương này. Chương 3 Vượt thời đại phát minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 4 Đổ tan đức ý đồ xấu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 5 Bại bên trong cầu sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Sống sót trong thất bại Paulina không hổ là nữ kỹ sư lớn đầu tiên được đào tạo bởi khoa cơ khí của Đại học Đế quốc. Cô ấy đã không buộc phải khởi động máy tại hiện trường. Giả thuyết mà Dusander gọi là vấn đề môi trường cao độ ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ đốt trong là có thật. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, cô đã rất trịnh trọng xin lỗi các quý tộc tham gia vũ hội, sau đó chỉ tiến hành trưng bày bề ngoại cơ bản với lý do máy móc vừa mới đến nơi hoác, xuất hiện một ít hư hỏng trên đường vận chuyển. Để thay thế, cô quyết định chỉ trình diễn động cơ đốt trong tại vũ hội và giải thích nguyên lý hoạt động cơ bản của động cơ đốt trong thông qua bản đen phía sau và bản đen trên bản đen. Hiệu quả triển lãm như vậy đương nhiên kém xa lực xung kích vận hành của động cơ đốt trong chân chính trước mặt các quý tộc mà trong phòng khiêu vũ những này các quý tộc bản thân cũng càng nguyện ý tham gia vũ hội, mà không phải nghe một cái ô linh tới cô nương hướng bọn họ giảng giải nguyên lý thiết kế động cơ đốt trong. Ngay từ đầu, xuất phát từ sự tôn trọng đối với nam tước phu nhân Androni, các quý tộc còn có thể cố gắng giữ vững tinh thần nghe một chút. Đến phía sau, các quý tộc đã mất hứng thú giảng giải dứt khoát bắt đầu bưng chén rượu, xả dao khắp nơi. Âm thanh xung quanh càng lúc càng lớn, đồng tỉnh lộn xộn thậm chí áp đảo lời giải thích của Paulina nàng chậm rãi dừng động tác trên tay nhìn chung quanh bận rộn xả giao các quý tộc sau đó uể oải ném phấn xuống bà Andronia thở dài và vỗ tay Paulina nói với vị đại kỹ sư biểu tình bi thương này đây không phải lỗi của ngươi không làm đại kỹ sư ta lại ngay cả máy móc vận hành hoàn cảnh cũng không có cân nhắc đến Paulina ánh mắt có chút đỏ lên nàng dùng mang theo nồng đậm dòng mũi nghẹn ngào hồi đáp, không xứng, Andronia phu nhân. Là ta không có chuẩn bị sẵn sàng. Hai người tương tác rơi vào chung quanh quý tộc trong mắt, mấy cái nam giới quý tộc không chút che giấu nở nụ cười. Tuy rằng bọn họ một chữ cũng không nói, nhưng hành động như vậy lại làm cho ba lâm na như bị sét đánh. Nàng nhất thời thấp thỏm lo âu, thậm chí tính toán lập tức đẩy phát minh của mình rời khỏi vũ hội. Tại đồ ngọc bàn vị trí quan sát tình huống Dusander chuẩn xác bắt được cơ hội này, hắn từ các quý tộc xa hoa, thậm chí mùi thơm sông mũi khe hở bên trong chen ra, một bên cố gắng hướng sàn nhảy trung ương tới gần, một bên lớn tiếng hô, Paulina nữ sĩ, mời ngài chờ một chút. Mặc dù trên sàn nhảy cơ bản không có ai quan tâm đến Paulina, nhưng hành vi xã giao của mọi người dù sao cũng trần tuân theo phép lịch sự cơ bản cho nên hiện tại trên sàn nhảy chỉ có tiếng người ồn ào ở trầm thấp, ong ong, rung động. Mà Dusander còn không có biến thanh kêu to thanh âm vừa vang vừa cao, thoáng cái liền hấp dẫn đến tất cả mọi người chú ý. Thưa ngài, Paulina gật đầu với Dusander, người đang cảm thấy rất mâu thuẫn. Một mặt, nàng quả thật cần cảm tạ Dusander nhắc nhở. Bằng không, nàng hiện tại cần đối mặt cũng không chỉ là các quý tộc cười nhạo đơn giản như vậy. Nhưng mặt khác, nàng cũng có chút tức giận. Hoạt động của động cơ đốt trong trong môi trường cao nguyên là một chủ đề mới mà chưa ai từng thử qua, Dusander gần như ngay lập tức nhìn thấy động cơ đốt trong đã phát hiện ra vấn đề này. Điều này có vẻ như cô rất ngu ngốc. Kể từ ngày một phụ nữ bước vào học viện cơ khí của Đại học Imperial, Paulina đã phải chứng minh với những người đàn ông xung quanh mình rằng cô không ngu ngốc hơn họ bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi. Paulina đã quen đối kháng và giành được thắng lợi không thể chấp nhận sự ngu xuẩn của mình, càng không thể chấp nhận sự ngu xuẩn của mình lại là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Xin ngài ở chỗ này chờ một chút. Trước trấn an Paulina, Dusander xoay người bắt đầu gọi người, ngài Tecno có ở đây không? Ngài Tinan đang ở đây, một người hầu lớn tiếng đáp lại tiếng gọi của Dusander, và sau đó đi qua vũ hội với một ông già ăn mặc chỉnh tề với cặp kính gọng vàng ở bên phải lão nhân chậm rãi đi tới Dusander bên người, có chút hoang mang hỏi, Dusander huân tước, ngài đang tìm ta. Ngài lúc trước phát minh dệt vật tẩy trắng thuốc, chính là lần trước vũ hội lúc hướng mọi người triển lãm qua cái kia. Dusander mỉm cười hỏi, nó hiện tại lấy được đầu tư sao? Lãnh chúa Taina nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn hoàng đế nhân từ, hiệp hội dệt may hoàng gia đã đầu tư 20.000 bản vàng vào phát minh của tôi. Dusander lễ phép chúc phúc đối phương một chút, sau đó hỏi, tôi nhớ ngài sẽ mang theo bên mình một chai thuốc tẩy để trưng bày công dụng, hôm nay ngài có mang nó đến không? Đương nhiên. Thái nạp nhĩ lãnh chú dơ lên gậy chống trong tay mình, sau đó dễ dàng vặn mở đầu rồng bằng đồng hỏi, ngài cần bao nhiêu? Trong phòng khiêu vũ, ban nhạc thời gian dài không đạt được gợi ý bắt đầu diễn tấu vì sinh động không khí, bắt đầu diễn tấu khúc nhạc đêm nhẹ nhàng. Mà các quý tộc khác thì bắt đầu hết sức chuyên chú xem Dusander biểu diễn. Đỗ Tan Đức cố ý tìm tới một cái đủ lớn ấm đun nước đến, đem kim loại gậy trong ước chừng một lít màu lam nhạt chất lỏng đổ vào trong ấm đun nước về sau. Đỗ Tan Đức lại tìm tới một cây chịu nhiệt cao su ống, sau đó đem nó đeo ở trên miệng bình. Đèn pha chiếu sáng trên bàn cũng bị anh cùng cầm tới. Đem ấm đun nước trực tiếp đặt ở phía trên đèn hơi, Dusander hơi điều chỉnh kích thước ngọn lửa một chút, cầu không đến mức đem chất lỏng trong ấm đun nóng đến sôi trào quá nhanh. Sau đó đối một bên Paulina nói ra, mời ngài mở ra một chút máy gas chung quanh rào chắn. Cửa hút khí ở chỗ nào? Paulina đã hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Cô gần như hoàn thành công tác chuẩn bị một cách máy móc dưới sự chỉ đạo của Dusander. Một chiếc quạt hơi nước cũng được những người hầu chuyển ra khỏi nhà kho. Kích thước của nó phù hợp một cách kỳ diệu với cửa hút khí của máy gas, giúp Dusander tiết kiệm rất nhiều rắc rối trong việc chuẩn bị. Chất tẩy trắng này được phát minh bởi lốt ti nan, có những đặc tính rất độc đáo. Nó giải phóng oxy sau khi đun nóng. Để ngăn chặn sự nhàm chán quá mức của giới quý tộc xung quanh, những người hầu như không biết gì về cơ học và hóa học, Dusander bắt đầu giải thích hành vi của mình, cái gọi là oxy, là một loại khí quan trọng có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy. Dusander thổi tắt một cây sau khi châm lửa, nhưng bên trên còn mang theo diêm của sao hỏa vương tới miệng bình đun nước. Diêm vừa kề sát vào ống cao su, lập tức tỏa ra ánh sáng màu da cam. Các quý tộc xung quanh bị thu hút bởi ánh sáng nhỏ bé này, trong khi đó Dusander đã thực hiện bước thứ hai. Khởi động quạt hơi nước, quạt bắt đầu toàn lực vận chuyển về phía cửa hút khí hình loa của máy gas. Sau đó đem ống thông dưỡng khí kẹp ở phía sau lá quạt, công tác chuẩn bị coi như hoàn thành. Bản thân quá trình này đã tương đương với một lượng khí cưỡng chế. Dusander giải thích với Paulina trong khi tranh giành sự nổi bật đáng lẽ phải thuộc về Paulina trước mặt các quý tộc, kích thước của Nilso nhỏ hơn nhiều so với Olin, và tương đối mà nói, bầu khí quyển bị hấp dẫn bởi lực hấp dẫn mỏng hơn một chút. Vì vậy, độ cao tương đương ở đây là 2.400 ion. Động cơ đốt trong không thể tự nhiên hít đủ không khí trước khi thử nghiệm. Điều này sẽ dẫn đến việc máy móc không thể hoạt động. Paulina gật gật đầu, sau đó chỉ vào quạt nói thông qua quạt lá hướng trong máy móc quạt vào không khí, là có thể duy trì thiêu đốt. Dusander biểu tình có chút bất đắc dĩ, quạt không cung cấp bao nhiêu áp lực, chân chính có tác dụng kỳ thật vẫn là đun nóng thuốc tẩy thu được dưỡng khí. Ông nhìn xung quanh và xác nhận rằng các quý tộc xung quanh đã chú ý đến ấm đun nước trước khi thì thầm với Paulina, tôi cũng không dám đảm bảo rằng sau khi xử lý khẩn cấp, cổ máy chắc chắn sẽ hoạt động. Vẻ mặt Paulina không có gì thay đổi, dù sao vốn cũng không cử động được. Đó không phải là trường hợp xấu nhất. Du liếc mắt một cái, tôi không có tỷ lệ nén và các dữ liệu khác của máy này của bạn, cũng thiếu quá trình tính toán đầy đủ, thao tác tạo ra oxy nóng không có cách nào điều khiển chính xác. Không thể di chuyển được coi là kết quả kém. Nếu bạn cho quá nhiều oxy, trong trường hợp xấu nhất, phát minh của bạn có thể bị quá nóng sau một vài chu kỳ dẫn đến sự tan chảy của piston. Sander nghiêm túc hỏi, nó dù sao cũng là phát minh của ngươi, ngươi xác định còn muốn tiếp tục thí nghiệm sao? Tholina nhìn mình khổ sở, từ thiết kế đến chế tác máy gas hoàn thành, sau đó hít sâu một hơi. Mục đích của nó từ lúc mới thiết kế chính là vận hành. Đây là số mệnh của nó. Cho dù phải trả giá là hư hao. Nàng hướng về phía Dusander nói, nếu nó hỏng, hơn nữa ta còn không lấy được đầu tư của các quý tộc, vậy ta cũng chỉ có thể tìm đường sống khác. Tôi nghĩ, ngài có thể tới làm gia sư cho tôi. Dusander lộ ra nụ cười thành khẩn nhất mà một đứa trẻ có thể bày ra với Paulina, gia sư trước của tôi vừa nghĩ việc hôm trước. Công việc này thù lao rất tốt, mỗi tuần đều có thể kiếm được một thao vàng. Paulina cũng bật cười, nàng xoa xoa tóc đổ tan đức nghiêm túc nói, nếu có cơ hội, ta thật sự muốn gặp lão sư lúc trước của ngươi hắn dạy ra một học sinh rất không dạy nổi. Cô nhìn về phía phát minh của mình, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu đi. Hết chương này. Chương 6 Giao dịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Giao dịch việc trưng bày máy gas là một thành công lớn. Dưới sự phân hủy oxy từ hydro nóng và sự thổi mạnh của quạt hơi nước, máy gas hoạt động một cách kỳ diệu. Không cần dựa vào than đá, động cơ có tiếng ồn cực nhỏ và kích thước tự nhiên nhỏ hơn động cơ hơi nước đã ra đời. Các quý tộc hứng thú nhìn thật lâu, sau đó chật chật lấy làm kỳ lạ. Sau đó, liền không có sau đó. Không có tranh phá đầu đưa lên danh thiếp, không có kịch liệt điên cuồng lẫn nhau thi đấu thức đưa lên nhậm chức mời, thậm chí không có người đối cái này phát minh có càng nhiều hứng thú. Máy gas hoạt động khoảng một phần tư thời gian, sau đó bắt đầu phát ra động tĩnh kỳ quái, phốc phốc phốc. Mà trước khi Paulina khẩn cấp ngừng hoạt động, kèm theo một tiếng len keng như kim loại va chạm, máy gas này cũng đã tự động ngừng hoạt động. Xét thấy nhiên liệu mà động cơ đốt trong sử dụng rất dễ cháy, hơn nữa ở cửa hút khí còn có nguồn lửa và oxy, Dusander lập tức vọt tới bên cạnh bình nhiên liệu, dùng hết sức lực toàn thân vặn chết vang. Lấy bình nước ngăn chặn việc tiếp tục sản xuất oxy, tắt đèn hơi để phòng ngừa oxy gây nguy hiểm. Bắt đầu từ giai đoạn giáo dục bắt buộc, Ý thức quy phạm thao tác an toàn mà đổ tan đức được các giáo viên bồi dưỡng nhiều lần cuối cùng cũng phát huy công dụng. Hiện trường vũ hội cũng không phát sinh hỏa hoạn hoặc sự cố nghiêm trọng khác. Các quý tộc lễ phép hướng Paulina vỗ tay kính chào, sau đó nhìn vị này nữ phát minh gia lôi đi chính mình vĩ đại sáng tạo. Không ai quan tâm chính xác phát minh của cô có ý nghĩa gì. Một cỗ máy chỉ hoạt động trong vài phút không có giá trị của bất kỳ ứng dụng thực tế nào. Buổi khiêu vũ bắt đầu, và giấc mơ của Paulina về một nhà phát minh vĩ đại đã tan vỡ khi điệu nhảy được ban nhạc chơi. Cô một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, chân trần cùng mình trên sofa, vùi đầu thật sâu vào trong khuỷu tay của mình. Vừa rồi cô đã mở máy gas ra, hơn nữa còn tiến hành kiểm tra sơ bộ bên trong buồng đốt. Cả xi lanh và piston đều có dấu vết của kim loại nguội trở lại sau khi tan chảy. Một biến dạng uống đáng kể cũng xảy ra với các liên kết kết nối piston với trục khuỷu tổn thương lớn như vậy, piston và xi lanh khẳng định hoàn toàn là hỏng. Mà hai bộ phận này một khi hỏng, cả cổ máy coi như thành một đống phế vật. Tuy rằng các quý tộc từ trước đến nay đều là đại danh từ ngu xuẩn, nhưng quý tộc ngu xuẩn thế nào cũng không thể dùng kim bản đi đầu tư một đống phế vật. Và để tìm ra nguyên nhân làm hỏng các bộ phận, để cải tiến thiết kế và kiểm tra xem thiết kế đã được cải tiến có hợp lý hay không. Điều này đòi hỏi phải đập một đống lại một đống bao vàng vào thiết kế vật liệu và cơ khí và tính toán để có thể đập ra một kết quả. Paulina không có tiền. Bây giờ cô chỉ còn lại hai bộ quần áo trong toàn bộ tài sản của mình, cùng với 8 tờ tiền giấy si trong ví và khoảng 12 xu tiền lẻ. Tất cả số tiền đó cộng lại, thậm chí không đủ để trả cho vé tàu của cô để mạo hiểm trở lại Olin. Paulina rơi vào mê man cô thậm chí không biết tiếp theo mình nên đi làm gì. Đồng hồ máy móc ở góc tường đang rung động theo tiết tấu cố định. Khi kim phúc chỉ hướng không, một con chim nhỏ kim loại sơn đầy màu sắc men sẽ từ đỉnh cao nhất của đồng hồ nhảy ra, sau đó mở miệng nhọn, phun ra một trận hơi nước lên trần nhà, phản lực đồng thời còn kèm theo từng đợt tiếng còi hơi ngắn ngủi. Tiếng còi lần thứ hai vang lên, Paulina cuộn mình trên sofa bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Rộn lẫn tiếng nhạc trong phòng khiêu vũ, Dusander cùng Lorai đi vào phòng nghỉ. Ta ở trong phòng khiêu vũ tìm ngại đã lâu. Ở trong phòng nghỉ thấy được Paulina, Dusander lúc này mới hơi yên tâm một chút. Vừa mới biểu diễn sau khi kết thúc, bởi vì muốn cùng Lorai nhảy điệu nhảy đầu tiên, hắn bị ép ở lại trong phòng khiêu vũ. Đến khi điệu nhảy kết thúc, anh mới phát hiện Paulina đã biến mất. Dusander lo lắng. Cũng không phải nói hắn cảm thấy người mẹ ôn nhu thiện lương nhà mình sẽ cảm thấy mất mặt, dưới cơn nóng giận đem Paulina cùng phát minh của nàng ném ra khỏi trang viên. Hắn càng lo lắng chính là, ba Lâm Na sẽ bị lần này không ai hỏi thăm đã kích hoàn toàn mất đi lòng tin đối với động cơ đốt trong. Thùng tiền đầu tiên trong cuộc đời hắn đều phải dựa vào vị nữ phát minh xinh đẹp này. Paulina cuộn tròn trên ghế sofa, tâm trạng rất thấp. Cô chỉ ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía Dusander lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Dusander đang chuẩn bị nói cái gì đó, một bên lạc lâm bỗng nhiên lên tiếng. Huân tước Dusander, mời ngài ra ngoài trước một chút. Lạc lâm dùng ngữ khí kiên quyết của nữ chủ nhân tương lai cùng khí thế không thể thương lượng ra lệnh. Đồng thời cô bắt đầu cởi khăn quàng cổ trên cổ, chờ ở cửa một lát là anh có thể vào. Yêu cầu không đầu không đuôi này khiến đổ tan đức có chút không thể lý giải, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt lạc lâm sau đó quyết định vẫn là làm theo trước, đợi lát nữa lén lút lại đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Dusander rời khỏi phòng về sau, lo rai đầu tiên là đi tới cửa xác nhận cửa đã đóng kỹ, sau đó mới bước nhanh đi tới Paulina bên người. Sau đó dùng khăn quàng cổ ren đã cầm trên tay che lại hai chân cô. Tuy rằng đại kỹ sư nhóm bình thường đều không thế nào quan tâm hình tượng, nhưng là ngài làm nữ tính, vẫn là muốn nhiều chú ý chú ý chính mình lạc lâm nhíu mày không chút khách khí răng dạy vị này so với chính mình lớn ít nhất mười mấy tuổi nữ tính phát minh gia tới tham gia quý tộc vũ hội làm sao có thể mang ngón chân trên lỗ thủng với chân đâu paulina ngẩng đầu có chút co quắp cố gắng dùng làn váy của mình che khuất mặt chân sau đó đem cái khăn quàng cổ ren thoạt nhìn cũng rất đắt tiền này trả lại cho cô bé xinh đẹp trước mặt được rồi cứ để nó như vậy lauren càng cau mày càng sâu một lần nữa phê bình chiếc váy bạn đang mặc hôm nay là vừa và dài, và nó chỉ đơn giản là không phù hợp cho những dịp như buổi khiêu vũ. Và bạn đang cố gắng để lộ ngực của bạn tất cả bằng cách kéo váy của bạn vào chân của bạn. Che khăn lụa của tôi trên bàn chân của bạn và không di chuyển xung quanh, lốt Du sẽ vào. Paulina há miệng, sau đó dùng đồng tĩnh rất nhỏ nói, cảm ơn. Tôi là vị hôn thê của huân tước Du tên tôi là Lorai. Lorai nghiêng người, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Paulina với tư thế rất đẹp, khi huân tước Dusander muốn nói chuyện riêng với một quý cô khác, trách nhiệm của tôi là tạo ra điều kiện thích hợp cho cả hai bên nói chuyện. Paulina có chút giật mình khẽ há miệng hỏi, ngài cùng Dusander đại nhân đính hôn. Lạc Lâm Phi thường tự nhiên nói, đây là truyền thống của Newso. Tuyên bố đính hôn hai năm trước, các thục nữ sẽ ở nhà chồng tương lai của mình tổ chức vũ hội, cùng vị hôn phu nhảy điệu đầu tiên. Tholina khẽ gật đầu, sau đó lộ ra biểu tình tự trách, ta ở vũ hội trọng yếu như vậy tiến hành triển lãm, kết quả lại là hoàn toàn thất bại. Thật sự là không xứng đáng. Tại một vũ hội quan trọng như vậy, vị hôn phu của tôi đã bỏ lại tất cả các vị khách của mình để nói chuyện với bạn, và vì cuộc trò chuyện này, tôi cũng đã đưa anh ta ra ngoài và sắp xếp một số. Lo rai, hơi thẳng lưng, mỉm cười, đôi mắt của cô nhìn chầm chầm vào cửa phòng nghỉ và nói, nếu bạn vẫn sẵn sàng nói chuyện với Lord Dusander với một biểu hiện và giọng điệu không phù hợp như vậy, đó là một sự thất lễ thực sự. Cửa gỗ sồi bị chậm rãi đẩy ra, Dusander từ khe cửa bên trong lộ ra nửa khuôn mặt, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta. Có thể đi vào sao? Vào đi. Lạc Lâm nói, bà Lâm Na phu nhân vừa rồi có chút mệt mỏi, hiện tại nàng tốt hơn nhiều. Đỗ tan đức triệt để đẩy cửa phòng ra, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ông vô cùng thành khẩn nói với Paulina, phát minh của cô vận hành rất thành công. Piston tan chảy, và các bức tường xi lanh là tất cả các dấu vết của kim loại sau khi tan chảy. Paulina thở dài, máy này đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thậm chí không có một chút giá trị sửa chữa. Nhưng điều đó không nói lên rằng phát minh của bạn là vô giá trị. Dusander bắt đầu công việc động viên của riêng mình, động cơ đốt trong có rất nhiều lợi thế mà động cơ hơi nước không thể so sánh được, và phát minh của bạn phù hợp với tuyên bố của bạn, và nó thực sự là phát minh vĩ đại nhất của thời đại này. Paulina lộ ra nụ cười có chút chua xót, mặc dù sớm nhất chỉ ra thiết kế của nàng có khuyết điểm nghiêm trọng chính là Dusander, điều này làm cho Paulina ít nhiều có chút không vui. Nhưng ngày nay, Dusander là người duy nhất trong toàn bộ Nersu ca ngợi phát minh của cô. Cảm giác này rất phức tạp giới quý tộc có xu hướng tài trợ nhiều hơn cho những phát minh đã có triển vọng sử dụng đầy đủ. Dusander giải thích, phát minh của bạn có ý nghĩa mang tính bước ngoặt, nhưng bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ sơ sinh. Nó vừa được sinh ra, dễ bị tổn thương và dễ bị bệnh. Quan trọng hơn, một đứa trẻ sơ sinh chắc chắn không mạnh mẽ như một con ngựa cùng tuổi. Nhìn vẻ mặt của Paulina có chút hòa hoảng, Dusander tiếp tục khuyên nhủ, bạn sẽ chọn đến Newso tự nhiên hẳn là đã hiểu đặc điểm của nơi này rồi chứ. Trữ lượng than ở New không lớn, nhưng khai thác rất khó khăn. Hơn nữa chất lượng than cũng không tốt lắm. Vì vậy, ở chỗ chúng tôi, giá than rất cao. Không sử dụng than làm động cơ đốt trong nguồn năng lượng nhiên liệu, ở đây sẽ có triển vọng phát triển tốt nhất. Điều này Paulina không biết. Cô ấy sẽ đến nơi chỉ vì mối đe dọa đó. Và vé tàu như một món quà cá nhân. Ta đối với phát minh này rất có hứng thú. Thấy thần thái của ba lâm na càng ngày càng thoải mái, Dusander cảm thấy hiện tại có lẽ đã đến lúc đưa ra đề nghị. Sau khi dừng lại vài giây, anh nghiêng người về phía trước nói, tôi sẵn sàng bỏ ra 500 bao vàng để mua toàn bộ công nghệ được cấp bằng sáng chế cho phát minh của ông. Tôi sẽ thành lập một công ty dùng để nghiên cứu phát triển và sản xuất động cơ đốt trong, sau đó thông qua tất cả lợi nhuận thu được từ việc bán động cơ đốt trong, tôi có thể cho ông một nửa. Dusander tiếp tục nói thêm, bạn có thể sống trong trang viên với tư cách là gia sư cá nhân của tôi trước khi công ty thành lập và bán sản xuất bắt đầu. Lương ít nhất một bao vàng mỗi tuần và cung cấp phòng và chỗ ở cho bạn miễn phí. Dusander nhìn chầm chầm vào mắt Paulina và nói, tôi có thể đưa xét cho bạn ngay bây giờ, miễn là bạn đồng ý. Paulina nửa ngày không nói ra một câu, mà một bên lo rai cũng trừng to hai mắt. Cô nháy mắt với Dusander nhiều lần, nhưng không nhận được câu trả lời. Vì vậy, Lorai ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, huân tước tiên sinh, 500 bản vàng kia là tiền phu nhân Androni mua cho ngài con ngựa tốt, thời điểm này năm sau, đám ngựa được huấn luyện tốt kia sẽ đến nơ xua. Nếu ngài sử dụng số tiền này gây ra vấn đề giao dịch, phu nhân Androni còn phải bồi thường thêm 200 bản vàng cho người buôn ngựa. Lorai là đang nhắc nhở Dusander, có chút tiền không thể lộn xộn huống chi chi tiêu 500 bản vàng, cho dù đối với phu nhân Androni mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Những dự án khác tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu muốn sản xuất quy mô lớn loại máy khí này, đầu tư 500 bao vàng, tôi cảm thấy có thể thu hồi toàn bộ trong vòng nửa năm. Dusander đối với việc này vô cùng tự tin, hắn thậm chí muốn lôi kéo lo rai cùng tham gia, anh có muốn đi cùng không? Tôi có thể để lại cho anh 50 bao cổ phần. Laura liếc nhìn Dusander, đang chuẩn bị trực tiếp từ chối ý tưởng ngu ngốc của vị hôn phu. Nhưng lời nói đến bên miệng, cô đột nhiên nhíu mày. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi đối với kiếm tiền sự tình nghiêm túc như vậy qua. Lạc Lâm lần nữa hướng Dusander dò hỏi, ngươi xác định, vật này làm được. Một con ngựa hơi nước chạy 45 giờ, cần ít nhất tiêu hao giá trị hai xi si liên thang đá. Dusander gật gật đầu nói, mà một lon có thể làm cho máy chạy 45 giờ khí than, nhiều nhất chỉ cần một xi Chi phí vận hành giảm đi một nửa, hơn nữa còn giảm đi rất lớn phụ tải. Chỉ là thay thế những con ngựa hơi nước kia chính là một đại gia làm ăn. Còn có một lý do có thể thúc đẩy động cơ đốt trong nhanh chóng thay thế động cơ hơi nước, đổ tan đứt lại không trực tiếp nói rõ. Giá than ở New South đang tăng dần. Năm ngoái, quản gia tiên sinh trong trang viên đã từng nói qua, giá than đá mùa đông đã tăng lên tới 28 xu một pound. Tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy chắc chắn sẽ khiến ngày càng nhiều hộ gia đình phải vật lộn với giá than đá. Nếu có thể thay thế một số lượng lớn động cơ hơi nước bằng động cơ đốt trong, thì nhu cầu về nhiên liệu than giảm và giá tương đối tự nhiên sẽ giảm. Những thương nhân vốn tích trữ một lượng lớn than đá chuẩn bị kiếm lời, để giảm thiểu tổn thất tất nhiên sẽ nhanh chóng ném ra tất cả than đá còn lại trong tay. Một khi giá than giảm thành khí hậu, gánh nặng mua than của người bình thường chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy, có lẽ sẽ có nhiều người có thể mua được than đá vào mùa đông. Nhưng lý do này hắn quả thật không thể trực tiếp nói cho Lạc Lâm. Cha mẹ của Loren là những nhà nhập khẩu và phân phối than lớn nhất ở New Seoul. Thậm chí có thể nói như vậy. Cặp vợ chồng đi khắp nơi tung tin đồn hai người sắp đính hôn, chính là một trong những nguyên nhân chính khiến giá than ở New York tăng cao cũng không nghĩ tới nơi này lạc lâm cau mày trầm tư một hồi, sau đó giảng ra lông mày nói, "Như vậy đi. Tôi sẽ không đầu tư trực tiếp, nhưng nếu sản phẩm này thành công trong việc tạo ra lợi nhuận, tôi muốn 10% lợi nhuận. Nếu không có lợi nhuận thành công, hoặc nếu ông không có cách nào trả đúng hạn khoản chi tiêu 500 bản vàng đó, thì tôi sẽ trả tiền bồi thường cho người bán ngựa mà phu nhân Androni phải trả." Hết chương này. Chương 7 cải tiến phương án. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Nợ nần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Nhân từ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Lòng thương xót người không có tiền trả nợ, cần tiêu tiền mới có thể tuyên bố phá sản. Nếu như hắn mượn tiền của quý tộc, vậy ngay cả tư cách phá sản cũng không có. Loại hiện thực ma huyễn này ở nữ tác nhĩ, thậm chí ở toàn bộ đế quốc cũng là hiện tượng phi thường tự nhiên phổ biến. Dù sao cũng sẽ không có người đồng tình với những người phá sản kia. Đây đều là phiền toái bọn họ tự chút lấy người không có tiền thì không có tư cách phá sản. Cho nên, người muốn bán đi máy móc là vì gom tiền xin phá sản. Du Sander ra hiệu tận chức hộ vệ đem người buông xuống, sau đó câu mày hỏi, ngươi vì cái gì sẽ tới nơi này tìm người mua? Hôm nay sẽ có hai cuộc đấu giá, trong đó sẽ có sáu máy công cụ. Trên mặt la sâm khắp nơi đều là dấu vết cho thang đã lau qua, hắn mang theo giọng mũi lắp bắp giải thích ta. Ta nghĩ, nếu có người, có người nguyện ý đến mua máy công cụ cũ rẻ tiền, có lẽ hắn cũng có thể mua của ta. La sầm hít sâu một hơi, sau đó khẩn cầu nói, "Lão gia, lão gia ngài. Nguyện ý mua không? Tôi sẽ mua nó với giá phù hợp hơn nếu mấy công cụ của bạn trong tình trạng tốt." Dusander quyết định làm một điều tốt, ít nhất là một cái gì đó cho chàng trai có vẻ không kém mình nhiều. Dùng giá cả thích hợp mua một cái máy hơi nước tình trạng bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Đây chính là mục đích chuyến đi này của Đỗ Tăng Đức. Nếu mua máy móc còn có thể mang đến một ít trợ giúp cho một gia đình cuốn bách, vậy vụ làm ăn này càng có lời. Thiếu gia, trong này có thể sẽ có vấn đề. Hộ vệ hạ giọng nói, ta đề nghị ngài suy nghĩ lại một chút. Dusander nghĩ nghĩ nói ra, chờ Paulina lão sư cùng tốt sau khi trở về, ngươi lập tức trở về trang viên. Lại mang hai mươi tên hộ vệ lại đây chính là hai gã hộ vệ bên trong một vị khác. Dusander một lần nữa bổ sung, đem chuyện này nói cho mẫu thân, lại mang hai cổ xe ngựa hơi nước có gia huy đến. Dusander đến tòa án phá sản Anbin với mục đích mua một máy hơi nước giá rẻ. Nếu có thể giúp đỡ người khác trong lúc mua máy móc đương nhiên là rất tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể để cho mình cùng Paulina lâm vào nguy hiểm cùng phiền toái. Cho nên, ở trên thế giới này chỉ lăn lộn 10 năm Dusander quyết đoán lựa chọn dựa vào mẫu thân cùng quý tộc thân phận lực lượng. 20 tên hộ vệ cùng hai cổ xe ngựa hơi nước mang theo huy hiệu của năm tước phu nhân Androni, đủ để cho toàn bộ người sống trong nội thành Anbin đều một lần nữa tỉnh táo lại. Hộ vệ của quý tộc có thể mang theo vũ khí. Từ sau khi nhìn thấy hai cổ xe ngựa, cùng với 20 tên hộ vệ, La Sâm liền ý thức được mình có thể đã đụng phải nhân vật khó lường hắn rất có chút thấp thỏm, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi người rốt cuộc là lai lịch gì, vì thế chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Ngài có thể để cho ta về trước một chút hay không, ta cùng muội muội ta cùng bà nội dặn dò một chút, để cho các nàng trước thay quần áo để tránh thất lễ. Dựa theo ta hộ vệ thuyết pháp, hiện tại nếu như ngài có bất kỳ đặc thù cử động, đều có thể trực tiếp cho rằng ngài là đang mưu đồ nào đó nhằm vào chúng ta âm mưu. Dusander ngồi ở trên xe ngựa, cũng không ngẩng đầu nhìn trên tay mình vật đấu giá bản đồ. Hắn khép sổ tay trong tay lại, như cười như không nhìn La Sâm hỏi, cho nên, toàn bộ quá trình này là một âm mưu. La Sâm sợ tới mức mặt bẩn thiểu trắng bệt, hắn vội vàng giải thích, ta. Chúng ta. Nhà chúng ta có chút loạn. Dusander một lần nữa cúi đầu bắt đầu xem bản đồ đấu giá máy hơi nước cũng không phải là loại sản phẩm được nuông chiều bởi vì hoàn cảnh hỗn loạn sẽ không có biện pháp sử dụng bình thường, hoàn cảnh hỗn loạn một chút cũng không sao. Tholina thì ở một bên hỏi, các ngươi trong nhà máy công cụ, xác định là tôn siết sản phẩm. Phụ thân nói như vậy. La Sâm gật đầu nói, minh bài trên máy móc cũng giống như lúc trước ngài vẽ ra. La Sâm nhớ rõ hình vẽ trên tấm bản này, dù sau khi cha còn sống, một ngày ông phải dùng vải thô lau chùi tấm bảng kim loại ít nhất 5-6 lần. Mỗi một lần sau khi phụ thân lau chùi bảng tên xong, đều mang theo nụ cười thỏa mãn, vuốt ve chồng râu màu vàng kim tùy ý mọc lên trên cằm, sau đó nói với La Sâm, bảo bối này sẽ khiến nhà chúng ta trở thành người có thể diện chân chính. Nhưng mà La Sâm hiện tại chỉ còn lại tổ mẫu và mùi mùi của mình nương tựa lẫn nhau, mà con đường sống duy nhất của cả nhà bọn họ cũng chỉ còn lại mau chóng xử lý tất cả tài sản, sau đó mang theo lão nhân cùng ấu mùi vứt bỏ gia nghiệp, ở trên tinh cầu biên giới mai danh ẩn tích vượt qua nửa đời sau. Thay vì biến họ thành những người tử tế, máy hơi nước của Tôn Xích đã biến họ thành tù nhân trốn tiền. Rosen lại bắt đầu chảy nước mắt. Nếu đó là sản phẩm của Tôn xít, miễn là nó vẫn duy trì độ chính xác của nhà máy, thì đó sẽ là một doanh nghiệp tốt. Paulina thì thầm với Dusander, Máy công cụ của Tôn Xích là đại diện cho độ chính xác của ngành công nghiệp đế chế, và máy công cụ của tòa án phá sản bắt đầu với giá khởi điểm chỉ 80 bao vàng. Và một máy công cụ Tôn Xích hoạt động bình thường, trị giá ít nhất 200 pao vàng. Ta sẽ dùng một cái giá thích hợp mua nó. Dusander hướng về lão sư Kim Đồng bọn hợp tác của mình gật đầu, ngươi còn có thể đi xem những thỏi kim loại chất đóng trong kho, nếu như có thể sử dụng, chúng ta một hơi mua lại là được rồi. Với 500 bản vàng trong tay, Dusander và Paulina rất tự tin trong việc mua sắm. Mà ngồi trên một cỗ xe ngựa hơi nước rất đắt tiền, La Sâm Khẩn Trương thậm chí có chút không thở nổi. Ba toa xe hơi nước chậm rãi tiến vào khu công nghiệp ở Upper Anbin. Bỏ qua các nhà máy lớn được xây dựng từ gạch đá xám và terrazo, các dãy nhà sắt nối tiếp nhau đập vào mắt Dusander. Trong khu công nghiệp cũng có cư dân cư trú. Và những cư dân này hầu hết là chủ sở hữu của các nhà máy gia đình công nhân được thuê hoặc gia đình của cả hai vòng qua phòng sắt gần bên ngoài nhất một mảng lớn phòng sắt rỉ sét liền xuất hiện trước mặt đoàn xe hai bên đường phố chật hẹp lầy lội có thể trực tiếp nhìn thấy cửa lớn lắc lư của phòng sắt cùng với ánh mắt địch ý từ trong cửa lớn tùy ý ném về phía đoàn xe cư dân nơi này thoạt nhìn cũng không quá thân thiện đám hộ vệ chủ động tăng cường cảnh giới mà Đỗ Tang Đức đang cố gắng giảm bớt không khí trong xe. Tholina nhìn thoáng qua hoàn cảnh bên ngoài, sau đó nói, cư dân nơi này bình thường cũng không thể nào giao tiếp với người như thiếu gia ngươi. Khi một đám linh cẩu xông vào bầy cừu, dê luôn giả bộ không dễ trêu chọc. Xe ngựa đi vòng qua con đường hẹp một chút, sau đó dừng lại trước một căn phòng nhỏ bằng kim loại rỉ sét cơ bản nhìn không ra đặc biệt. Một người phụ nữ lớn tuổi với một xà beng kim loại bước ra khỏi cabin. Cô mặc bộ váy màu đây phổ biến nhất trong số các bà lão ở New York, hai cánh tay lộ ra bên ngoài nhỏ gầy mà gân xanh lộ ra. Hai bàn tay trải rộng nếp nhăn vững vàng nắm một cây xà ben màu gỉ sắt, nhìn qua giống như đã chuẩn bị tốt để chiến đấu với ác long. Tóc xám trắng bị gió lạnh của Niu xa thổi loạn, nàng híp mắt không trên một tiếng, trong ánh mắt lại đều là cảnh giác. La Sâm dẫn đầu lao xuống xe ngựa, kết quả lúc xuống xe trượt chân, trực tiếp ngã xuống bùn trên mặt đất nhưng La Sâm không quan tâm lau bùn trên mặt trước, hoặc là nhìn vết thương trên người mình bị bùn nhỏ gõ ra. Hắn dùng toàn thân khí lực, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cầm trong tay xà beng tổ mẫu bên người, hướng nàng nói rõ chính mình phía sau này ba cổ hơi nước xe ngựa ý đồ đến. Dusander và Paulina cũng xuống xe cùng nhau. giày trên chân đổ tan đứt vừa mới bước lên mặt đất, một tầng hỗn hợp dầu máy cùng cho thang, nước bùng tản ra mùi hôi gây mũi liền trực tiếp không qua mặt chân của hắn. Paulina ở bên cạnh có vẻ kinh nghiệm hơn Dusander một chút. Từ lúc xuống xe, cô đã dùng hai tay nâng váy lên đầu gối. Dùng tốc độ nhanh nhất thuyết phục tổ mẫu, La Sam lúc này mới chạy về bên người đổ tan đức nói, tổ mẫu cho rằng là có người tới cửa thúc giục nợ, cho nên có chút khẩn trương. Không sao, ta đã nói rõ với nàng. Các hộ vệ vô cùng ăn ý tản ra, bắt đầu bố trí phòng bị chung quanh căn phòng nhỏ mà ngay từ đầu liền đi theo Dusander hai vị hộ vệ. Tốt cùng Tom thì đem tay đặt ở bên hông, đi theo Dusander cùng Paulina tiến vào trong phòng kim loại. Trong phòng kim loại coi như ấm áp, mặt đất thì do một tầng kim loại dày màu đen cấu thành. Nhìn ra được, người làm việc trong căn phòng này, bình thường cũng không ít lần chăm sóc mặt đất. Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để làm sàn bằng kim loại đen thô mà không có bất kỳ dấu vết rỉ sét nào trên đó hai vị ở chỗ này chờ một chút la sâm chỉ vào bùn nước trên người mình cùng với vết thương trên đùi nói ta đi xử lý một chút sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ hắn dừng một chút sau đó giải thích máy móc ở phía sau phòng lão gia ngài có thể đi xem trước một chút bà lão bỏ xà ben xuống đang pha trà ấm trà làm bằng thiết rót nước trà màu nâu nâu và một đôi chén trà từ hoa văn đến hình dạng đều không giống nhau với đôi bàn tay run rẩy Cô bước tới chỗ Dusander và Paulina, xin mời dùng trà, thưa ngài. Thưa cô. Đỗ Tăng Đức tiếp nhận chén trà lão phụ nhân đưa tới, ngửi trong chén trà có chút mùi than bùng sông mũi, sau đó mặt không đổi sắc tâm không nhảy nhót uống hai ngụm nước trà. Lúc đứa con trai đoạn mệnh của ta còn sống, phi thường coi trọng cổ máy kia. Lão phụ nhân đặt chén trà xuống, có chút bi thương vuốt ve hai tay, hiện tại, đây là di sản có giá trị nhất hắn để lại cho chúng ta. Dusander đặt tách trà sang một bên bàn trà được ghép từ kim loại phế liệu, nói. Ông ấy nói ông ấy sẵn sàng dùng giá khởi điểm của tòa án phá sản để bán cho tôi phần di sản này. Lão phụ nhân lộ ra biểu tình bi thống càng thêm nồng đậm. Cô cúi đầu, do dự thật lâu mới nói, Rosen là người đàn ông duy nhất trong nhà, những chuyện này. Anh ấy có thể quyết định. Ta mang theo một gã đại kỹ sư đến tiến hành đánh giá. Dusander chỉ chỉ Polina bên cạnh mình đang do dự có nên uống trà hay không nói, nàng sẽ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ máy móc này. Chỉ cần nó còn có thể sử dụng bình thường, ta sẽ dùng một cái giá cao hơn giá khởi điểm của tòa án phá sản đưa ra yêu cầu mua sắm với la sâm tiên sinh. Dusander một lần nữa nâng chén trà có vị than bùng lên uống một ngụm, Roa Sơn tiên sinh là một người rất có trách nhiệm, hắn chỉ là có chút rối loạn đúng mực, cho nên có chút quyết định. Cũng không phải rất sáng suốt. Thưa ngài nhân từ, bà lão dường như hoàn toàn mất đi dũng khí cầm xạ bèn lúc trước, bà run rẩy thi lễ với Du Sander, sau đó ngồi xuống ghế. Môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. Trong căn nhà bằng sắt có chút tối tăm, Du Sander ngồi ở chỗ này một hồi lâu mới dần dần thích ứng với bóng tối chung quanh. Hắn đang chuẩn bị đề ra phía sau nhìn xem máy móc, tâm cùng tốt lại bỗng nhiên chắn ở trước người của hắn, hơn nữa trực tiếp từ bên hông móc ra súng lục ổ quay, không chút che giấu dùng hồng súng hướng ra ngoài cửa chỉ đi. Mấy hòn đá hướng cửa lớn bay tới, nhưng bởi vì chuẩn xác không tốt, trực tiếp đập vào tấm sắt rỉ sét loang lỗ bên ngoài phòng. Tấm sắt bị đá đánh trúng phát ra âm thanh cực lớn, đồng thời chấn xuống vô số bụi rỉ sét như sương khói. Ngoài cửa có mấy người trẻ tuổi nam nhân lớn tiếng thét to, nếu không trả tiền, liền đem nhà các ngươi nữ nhi bán đến thợ mỏ kỹ viện bên trong đi. Đỗ Tang Đức hơi nheo mắt lại hết chương này